Vâng, đấy thì tiếp tục đến với những cái loa mini để nghe nhạc vàng nhé các anh nhé. Thì ở đây là em lại tiếp tục lên cho các anh ở đây là một cái dòng loa chuyên cho nghe nhạc vàng, đó là con ONQX7A. Đấy. Thì những cái dòng loa này là những cái dòng loa mà các anh có thể thấy là nó là những cái dòng loa bass 13 cm cân cao su màng giấy. Đấy. Màng bass giấy thì từ xưa đến nay là nó nghe nhạc vàng thì đều rất là hay rồi đúng không? Đặc biệt là khi kết hợp thêm với một con xếp đom như này. Tiếng nó ra cái trung âm rất là sáng, đặc biệt là dòng ONQO thì nó làm thiên hướng là cái trung âm rất là tốt nên là nghe nhạc vàng rất là hay ở trong cái tầm giá của cái hơn 1 triệu này. Thế thì con X7A đây hàng nó về nha anh nhá, hàng còn rất là đẹp. Hàng rất là đẹp luôn. Rất đẹp. Góc cạnh các thứ si sùng. Và màu xi là màu gỗ đậm cũng rất là đẹp. Đấy. Đấy. Anh thấy không? Đẹp luôn nhá. Và con này nghe nhạc vàng rất là hay, cái trung âm rất là sáng và cái giải bass nó rất là mềm. Chép nó cũng rất là mịn tơi. Đấy. Nghe rất là hay luôn. Đấy, X7A. Loa này là nón tên lửa các anh nhá, nhìn này. Nó không phải nón tròn như bình thường mà cái nón nó đầu nhọn. Đấy, nhìn như tàu tên lửa nên gọi là nón tên lửa. Và nó tạo được một cái điểm nhấn khá là đẹp mắt cho cái con loa này. Đấy. Loa thì thông hơi phía trước nha các anh nhé. Loa thông hơi phía trước. Đấy. Thông hơi phía trước. Đấy. Ở bên này thì nó ở đây nó có một cái chân dây căng nó bị gãy mất trong quá trình vận chuyển này. Thì nó vẫn đang nằm ở đây. Vẫn đang nằm trên cái căng đây. Đấy, thì các anh về các anh lấy keo 52 các anh chấm lại, dán lại cho em nhé. Còn bây giờ thì nó vẫn đậy được bình thường thôi, chả vấn đề gì cả. Đấy, cái nhìn này. Đấy, căng đẹp luôn nhá. Đấy, căng ở chắn bụi. Và trắng cái tay trẻ con các bạn ấy, các bạn trẻ con các bạn ấy chọc vào. Nhiều khi để nộ ra ngoài các bạn nhìn thấy nó ở ngoài hay là các trẻ con là các bạn ấy rất là hay tò mò, các bạn hay chọc vào thì nó hay bị ấy, đúng không? Hay bị nõm mất thì nó có cái căng này nó bảo vệ bên ngoài đây thì nó cũng đỡ hơn. Đấy. Thế còn thực tế ra thì là nếu như mà bình thường là chả ai đậy căng vào làm gì mà toàn phải để ra như thế này. Đấy thì nhìn cái loa nó mới đẹp, nó mới chất, nó mới hoành tráng. Đấy. Thế con X7A này chiều ngang của loa là nó có khoảng tầm 15-16cm chiều ngang. Đấy. Chiều sâu nó khoảng 21-22cm và chiều cao nó khoảng 27cm nhá. Đấy. Đường kính loa bass ở đây đo hết viền ngoài nó khoảng 13, đo theo vành bên trong là 11. Bát là bằng giấy bóng cân cao su, đây là tiếng để nghe nhạc vàng rất là hay. Đấy, thì xin mời các anh nghe một đoạn chất âm của nó nhé. Đấy, loa về là bát chép là vẫn còn đầy đủ hết nhé, vẫn sống đầy đủ hết. Vì sao anh nhớ em thế này? Nghe lời ca rất rõ đúng không? Rất là thật tiếng đúng không? Các anh nghe đi. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Tình anh như núi cao biển rộng, có bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng em nghiễm nhiên chiếm ngự hồn anh. Em ơi ngồi đây mơ bóng tương hình, ngồi đây thương nhớ một mình vây quanh. Em ơi ước gì mình là sao đêm, ước gì mình là đôi chim hay là trăng rọi sáng đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều
trên lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình kề bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Đấy, các anh thấy không? Chất bát của anh rất là mềm và cái trung âm nó rất là rõ nhá, nó không bị lẫn tiếng. Giải bát lại chép nó hài hòa với nhau, nó không bị lẫn vào nhau, nghe rất là rõ nét. Đấy. À, và cái con này thì nó rất là rẻ thôi, nó có 1,2 triệu một cái đôi loa này thôi. Thì anh nào đang có nhu cầu mua thì hãy liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 nhá. Đấy, những anh nào mà ví dụ như ở nhà các anh có loa to nhưng mà cái loa to của anh cái giải trầm nó quá nhiều và cái giải trung nó chưa được rõ thì các anh có thể là về ghép thêm cái đôi loa này vào để tăng cái giải lời cho cái loa nghe cho nó hay nhá. Cái giải lời trong cái việc nghe nhạc đôi khi rất quan trọng. Mình có thể bổ sung được cái giải trầm rất dễ bằng cái súp, nhưng mà bổ sung được cái giải lời cho loa thì nó lại là một vấn đề khá là khó. Đấy, đúng không ạ? Nên là anh nào đang có nhu cầu mua đang có nhu cầu cần bổ sung thêm lời cho cái bộ dàn âm thanh thì chúng ta có thể là tận dụng thêm cái đôi loa này về ghép lên thêm để tăng giải lời cho cái dàn nhá. Đấy, On QX7A giá là 1,2 triệu, lại hàng đẹp như em đã quay. Đấy, thì là mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ số điện thoại là 0966 594581 hoặc là 0979 989 1682 nhá. Đấy, con này thì công suất của nó là đi 70W chỉ khoảng 6 ohm nhá anh nhá. Vâng, em xin chào các anh.